Chào quý vị trở lại với chúng tôi, trở lại những cái vấn đề về các câu hỏi mà nhận được trong thời gian vừa qua. Thưa luật sư, đó là khi mà nhìn nhận đó, thì người ta đánh giá là cái chuyện di dân dưới thời Tổng thống Donald Trump hình như là nó khó khăn hơn những cái thời Tổng thống trước. Vì là qua một số buổi nói chuyện của luật sư cũng như là qua những cái tin tức á, thì chúng ta nhận thấy một điều như thế này. Chính sách bây giờ Tổng thống Trump là ủng hộ và ưu tiên cho những người nhập cư mà có cái khả năng làm việc, tức là tạo ra những cái tài sản cho xã hội Hoa Kỳ. Dạ vâng. Hạn như là vâng. Những người di dân hoặc là những người có work permit, có trình độ, có học thức, rồi làm việc trong những cái ngành mà người dân ở đây không đáp ứng được để làm cho cái nền kinh tế đi lên. Và như vậy là sự ưu tiên đó thì nó có ảnh hưởng gì đến cái chương trình di trú? Và như vậy là nếu mà có cái vấn đề ưu tiên thì có những cái vấn đề mà hình như là được xếp lại phía sau. Dạ vâng. Thì ông Tổng thống Trump á, thì ông ta quan tâm tới cái việc mà đưa những người mà có khả năng chuyên môn vào Mỹ để làm việc. Và so sánh những cái con số mà visa cho các diện di dân và để mà cái visa để làm việc á, thì có một sự cắt giảm đáng kể cho với đối với những cái việc mà di dân là dụ như thân nhân vậy. Thì nó điển hình là cái việc bảo lãnh có thể là bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh cho con của mình, bảo lãnh cho cha mẹ, rồi bảo lãnh cho anh chị em nữa. Thì chỉ riêng nó thường thường chỉ riêng cái dạng mà bảo lãnh, nó gọi là immediate relative, tức là vợ bảo lãnh chồng, chồng bảo lãnh vợ, hoặc là con có quốc tịch bảo lãnh cho cha mẹ. Đó là những cái dạng đó là theo luật đó, thì lúc nào cũng phải có visa cho người ta. Khi mình nộp vô là có visa, nhưng mà cái thời gian mình chờ đợi đó là cái thời gian như là xét giấy tờ, là thủ tục hành chính, là bắt luôn luôn nó phải là mất thời gian. Thì người ta dựa vào cái con số visa mà cấp cho tài khoá năm 2016 và dự tính đó là so với cái tài khoá 2021 đó, cho tới 2021 đó, thì nó giảm đi tới 53%. Thế là 2016 đó thì con số là 566.000, còn mấy con số lẻ nữa 700 mấy chục nữa nhé. Thì tới năm 2021 đó, thì con số visa cấp cho những cái dạng như vậy đó, nó chỉ còn 269.131, tức là giảm đi tới gần 300.000, 297.000 cái visa cho những cái trường hợp như vậy. Đó là người ta nói tới những cái người là immediate relative, tức là phải mình tạm gọi là cái mối liên hệ đó. Gia đình nó rất là mật thiết, vợ chồng con cái còn nhỏ. Rồi bây giờ đến khi mà anh Trọng cũng biết đó, là khi mà mình bảo lãnh đó, thì nó có ngoài cái dạng đó ra thì nó có những cái ưu tiên. Như ưu tiên một là cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con chưa có gia đình, và ưu tiên hai là những người vợ chồng có thẻ xanh bảo lãnh cho nhau, hoặc là bảo lãnh cho con mình còn nhỏ và chưa có gia đình. Rồi kế tiếp là cái dạng mà cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con đã có gia đình, và cuối cùng là anh chị em bảo lãnh. Dĩ nhiên là mình phải có quốc tịch rồi mới bảo lãnh cho anh chị em mình được. Thì con số đó nó giảm kinh khủng luôn, là từ 238.087 cái visa cho cái tài khoá năm 2000 cho tới năm 2016 đó, thì tới 2021 bây giờ nó giảm còn 19.000. Con số kinh khủng tới 92%. Không có nghĩa là bị bác đơn. Không phải bác. Nhưng mà cái thời gian chờ nó lâu hơn. Dạ vâng. Duyệt xét hồ sơ nó lâu hơn. Duyệt xét hồ sơ. Nên là nó có những cái số mà nó giảm. Dạ. Đúng không ạ? Thì như vậy, tức là cái số visa đó thì cho tài khoá từng năm một. Vâng. Yeah, một cái năm nay người ta có từng đó cái visa cho một cái dạng ưu tiên nào đó, thì hết cái số visa đó thì phải đợi tài khoá sang năm.
năm sau và năm sau nữa, cho tới khi nào mình trở thành có cái visa thì lúc đó lãnh sự quán mới mời mình lên phỏng vấn và cấp visa cho mình. Như vậy là với một người luật sư chuyên về di trú mà lo những cái thủ tục như vậy đó, thì luật sư thấy là trong thời gian qua là những cái hồ sơ mà work permit, tức là qua đây làm việc ấy, là nó tăng nhiều. Dạ tăng, dạ tăng. Không ạ? Và nó cũng dễ dàng được chấp nhận hơn cái... Dạ, không, người ta không phải là dễ dàng, nhưng mà người ta khuyến khích cái như vậy. Ờ, dạ, không phải dễ. Họ đúng theo chờ đợi là nó nhanh hơn. Đương nhiên là phải vẫn đáp ứng được, vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, phải không ạ? Nhưng mà thời gian chờ đợi, giờ xét duyệt thì nó nhanh hơn. Có thể nhanh hơn là vì thế này, tại vì cái tài khoá, cái visa mà cho cái tài khoá năm nào đó, người ta sẽ muốn xài hết. Thì người ta sẽ, mình may mắn thì mình lọt vô, nhưng phải có, vẫn thấy, tại vì là cái con số người mà nộp đơn xin cái visa có tài nghề như vậy đó, nó nhiều lắm. Và con số visa không bao giờ đủ. Cho nên là người ta cũng có chờ, nhưng mà đó là một sự như là, và có như này, có nhiều người đã nộp đơn được rồi, nhưng mà tại vì con số nhiều quá, nhiều người nộp đơn quá thì bây giờ nó phải số bốc thăm ai được. Mình đã được chấp thuận rồi đó, nhưng mà ai sẽ có visa là bắt mình lại chờ. Đương nhiên là chậm hay là mau, nó cũng tùy nhiều cái dạ, nhiều yếu tố lắm, nhiều yếu tố khác nhau. Vâng. Cảm ơn luật sư. Qua một câu hỏi khác là về những người mà di dân bất hợp pháp, thì gần đây là có nghe nói là thống đốc tiểu bang New Jersey là sắp sửa ký ban hành cái luật là cho phép những cái người đó lại được cấp, tức là được cái bằng lái xe, cấp cho họ cái bằng lái xe, là đó là cái ID đúng không ạ? Dạ, cái ID học, nhưng mà cả là bằng lái xe luôn. Nó khác với lại cái ID mà bình thường không, hay là nó như vậy? Thực sự thì trên cái thông báo đó, người ta không có nói rõ là, anh cũng biết là cái luật là Real ID gì phải không ạ? Real ID thì nó chỉ có thêm một cái điểm lợi của nó là mình có thể dùng đó mình đi travel. Còn trong nước Mỹ. Trong nước Mỹ, dạ. Trong nước Mỹ, tại vì nếu không là mình phải xài cái passport. Còn cái bằng lái đó thì dĩ nhiên là cho người ta lái xe, nhưng không phải gì có bằng lái. Ông thống đốc tiểu bang đó thì ông còn cho phép những cái người nào mà có khả năng chuyên môn thì có thể xin những cái license. Ví dụ như mình làm accountant thì mình có thể xin cái license về accountant, nhưng mà mình cũng khó hiểu được là những người như vậy tại sao lại đang là illegal immigrant. Thì nó hơi là, nó là bất hợp pháp mà xin được những cái giấy tờ đó. Thì cũng nếu mà nói một cách bình thường đó thì nó cũng, mình có thể suy nghĩ là tại sao, nhưng cũng có thể lý giải được là những người đó có thể người ta qua đây người ta làm, và lúc thời gian trước thì có cái visa, nhưng mà sau khi visa hết hạn người ta không gia hạn được nữa vì bất cứ một lý do gì đó thì người ta trở thành bất hợp pháp. Nhưng mà khi bất hợp pháp rồi đó thì mình không được xin cái professional license, là những ví dụ mình hành nghề chiropractor chẳng hạn như vậy đi. Thì bây giờ mình không có thì mình sẽ xin được, và chính cái điều đó đó làm cho một số người dân Mỹ đó nói rằng như vậy là ông favor những cái người mà không hợp pháp ở đây để lấy những cái công việc làm của người đáng lẽ phải dành cho người Mỹ. Nhưng mà cái vấn đề bằng lái xe đó, hay là nếu mà trong đó có thể mình chưa có lái xe được thì có cái ID đó, thì đó là một cái điểm như là có những người Việt Nam rất quan tâm đó. Là mình làm sao bây giờ có những người đang ở California bằng lái hết hạn, là giấy tờ cũng không hợp lệ, qua đó mình xin bằng lái. Theo luật sư thì Cali có áp dụng không? Dạ không, có, đó chỉ có New Jersey thôi. Dạ. Mặc dù đây cái điểm này là điểm mà cũng đáng nói là tiểu bang California phần lớn là người ta ủng hộ đảng Dân Chủ. Cái ông thống đốc của tiểu bang, và bây giờ đó ông mà thống đốc California cũng là đảng Dân Chủ, nhưng mà cái ông ở tiểu bang New Jersey đó là ông Phil, ông cũng là đảng Dân Chủ và ông ủng hộ những cái như vậy. Không biết là ông có bị gọi được người ta kêu là recall hay không, giống như ông Wilson hay không. Vậy là đúng là ở nước Mỹ mỗi tiểu bang nó có một cái luật khác nhau,
Và chúng ta cũng có thể là từ tiểu bang này chúng ta qua đó chúng ta áp dụng cái luật đó để chúng ta thực hiện một số cái điều mà bên tiểu bang đó cho phép, xong quay về đây sống tiếp. Không thì ít ra là mình phải có một cái địa chỉ nào ở đó. À vậy. Là mình người ta mới mình tới mình, ví dụ mình có người thân nhân nào ở tiểu bang New Jersey hoặc là mình dời qua đó mình ở. Rồi mình xin cái bằng lái xe. Tại vì cái bằng lái xe nó cũng quan trọng ở nước Mỹ này á, phải nói. Cái bằng lái xe mà không có giống như cụt chân vậy. Dạ. Cảm ơn luật sư về những câu trả lời cho khán thính giả của Sài Gòn nhỏ. Chương trình pháp luật phổ thông với luật sư Trần Đạt Thăng đến đây tạm ngưng. Chúng tôi sẽ quay lại trong chương trình tới. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Trân trọng kính chào.